nhiều chuyến xe chở hàng cứu trợ tại Gia Lai đã lên đường đến các địa phương ở miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Mỗi vòng xe lăn bánh không chỉ chở thực phẩm, hàng hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm đến với đồng bào miền Bắc, mà còn mang cả tình cảm, tấm lòng của người dân Gia Lai gửi đến miền Bắc thân yêu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những chuyến xe nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ một cách kịp thời, hữu ích nhất, giúp đỡ bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì chúng tôi nghĩ là khi mà đồng bào mà mình gặp chuyện á, thì mình cái tinh thần tương thân tương ái nó cháy ở trong người của mình, khởi cái tâm của mình lên để mình muốn giúp đỡ cho bà con. Nên là chúng tôi nghĩ là chúng tôi nên làm, thực hiện nó, hỗ trợ cho bà con ở nơi đó. Xem TV thấy những cái trường hợp mà lụt bão rồi nó người dân nó quá khổ, nên là bản thân tôi thì góp sức thì quá nhỏ, nên tôi đứng ra tôi kêu gọi tất cả mọi người cùng có một cái tâm nguyện giống như tôi, thì góp lại một người một ít sẽ hy vọng sẽ giúp một phần nào đấy cho bà con ở miền Bắc. Sau khi tôi gom được ở đây thì xe, nhiều xe là họ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí và để đưa ra tận tay cho bà con ở ngoài đấy. Chỉ mong là bà con là sớm mà vượt qua cái mất mát này. Càng trong mất mát, khó khăn, tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng sáng rõ. Rất nhiều giọt nước mắt đã không thể kìm nổi khi chứng kiến sự mất mát quá lớn của đồng bào đang oằn mình trong bão lũ, và xúc động, chân quý hơn thế nữa khi có nhiều cán bộ hưu trí đã rút tiền tiết kiệm, tiền dưỡng lão của mình ủng hộ đồng bào khắc phục bão lũ. Cô thấy trong bên rồi, cô thấy trong điện thoại, cô thấy cô sót đó. Cô lực thầm ai cũng bao nhiêu cũng hết. Còn giờ tôi người biết bao nhiêu người là dị dầu. Cho mình có ít lần người cũng giống như mình hợp tác trên xe mạng thế này. Mình muốn ủng hộ. Thế thì cô làm công việc suy nghĩ rồi. Rõ thì đã đi. Khi qua cho lập lạc rồi. Qua cho lập lạc. Người ta là một việc hảo tạo rồi. Cho nên là bây giờ mình cũng góp một phần chút xíu để mà giúp cho đồng bào được. Để khó khăn chút nào, phần nào hay phần ấy thôi, chứ bà cũng không có mong gì hơn. Bây giờ là bà cũng giải quyết rồi, bây giờ bà giúp thêm một chút xíu đó thôi. Vậy thôi, bà mong ước là bà con làm đồng chính, phục hồi cho lại cái cuộc sống cho nó bình an, vui vẻ như cái lúc chưa bị bỏ bị dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động, những ngày qua, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực phát động và tham gia ủng hộ. Liên đoàn Lao động thành phố Pleiku cũng kịp thời có cái văn bản để mà vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cùng chung tay hưởng ứng để mà quyên góp ủng hộ cho đồng bào. Chúng tôi cũng kêu gọi là mỗi cái cán bộ đoàn viên sẽ ủng hộ ít nhất một ngày lương, mong cho đồng bào phía Bắc sớm vượt qua cái cơn lũ lịch sử này. Cảm thấy chúng tôi rất là xúc động trước khi sự thiệt hại to lớn của người gặp của do cơn bão số 3 gây ra cho các nhân dân. Đặc biệt phía Bắc là nào công ty chúng tôi đã quyết định là đóng góp một phần để chia sẻ những khó khăn đối với nhân dân đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bởi bão lũ. Và số tiền mà chúng tôi đóng góp là 200 triệu đồng, cần giữ là 20 tấn gạo và 50.000 gạo thì tốt. Chúng tôi mong muốn rằng cùng với sự đồng góp chúng tôi thì nhân dân cả nước cũng sẽ là tham gia đóng góp ủng hộ để góp một phần nhỏ trong việc khắc phục những thiệt hại của bão lũ gây ra cho đồng bào tại đây. Và từ tâm đại chùa cũng kêu gọi tất cả đồng bào bà con Phật tử từng tay ủng hộ các tỉnh của đất và bảo lực cho ra vừa ăn chia sẻ với bà con vượt qua những cái khó khăn sớm ổn định trong cuộc sống. Sau một tuần từ ngày 11 tháng 9 đến chiều ngày 17 tháng 9 phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 13 tỷ đồng của 348 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tham gia ủng hộ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ cho đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2024. Với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, toàn bộ số tiền này sẽ được điều phối, kịp thời chuyển đến các địa phương, giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Hoạt động Quỹ Cứu trợ của tỉnh xin trân trọng cảm ơn những tình cảm cao đẹp, những nghĩa cử sâu sắc và tình đồng bào của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, các cơ quan đơn vị đã quyên góp ủng hộ các cái mặt hàng thiết yếu và tiền hiện vật để mà ủng hộ vào các tỉnh phía Bắc. Trong thời gian tới, Ban Trực Hoạt động Nam tỉnh tiếp nhận tất cả cái nguồn hiện vật cũng như là tiền ủng hộ cho quỹ phòng chống lụt bão, thì chúng tôi xin hứa với toàn thể nhân dân sẽ thực hiện đúng quy định, sử dụng đúng mục đích số tiền trên và công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.